Hello các bạn, Amy xin mến chào các bạn đã trở lại với kênh của Amy. Đây là cái màu Amy đã sơn xong nha. Bây giờ Amy bỏ cái keo lon này lên nè. Cái keo lon cái hiệu này nha các bạn. Keo lon nhiều loại, cái loại này để Amy làm marble nè. Amy đã làm trước một ngón rồi nè các bạn. Rồi bây giờ Amy sẽ làm ngón kế tiếp nha. Làm cái loại này rất là đơn giản, nhanh lắm các bạn ơi. Mình các bạn thấy mình đi cái đường trắng mình đi cong như vậy đó. Bây giờ mình đi thêm cái đen. Mình đi cái đen nó hơi hơi mình đi cái đầu cọ vậy đó các bạn. Đó, đây mình đi cái đen. Rồi vậy là mình đã xong cái marble rồi đó. Chứ các bạn thấy thì mình dặm thêm cái trắng hay gì đó là tùy mình thôi. Mình làm cái mình chỉnh sửa lại cho nó tương đối cân bằng thôi. Rồi bây giờ tới cái ngón bên đây cũng vậy, mình làm luôn cho các bạn coi. Cái loại keo lon để làm marble này nó lon không có mức độ vừa phải thôi chứ nó không có lon nhiều nha các bạn. Vì mình có rất nhiều loại keo lon, cái chảy keo lon mà cho nó nở bung ra luôn. Rồi bây giờ mình cũng sẽ dùng màu trắng nè. Các bạn thấy mình hơi chùi cái cọ. Rồi bây giờ mình sẽ đi cái màu đen sang kẽ vô. Lấy màu đen ở đầu cọ thôi nha các bạn. Mình kéo cái đuôi cái mình hỏng hỏng lên chút. Các bạn thấy không, đây nè. Cho mình ra cái đường nét cho nó đẹp. Mình sửa cái đầu lại, mình tán nó ra theo cái ý của mình. Rồi. Rồi mình đã xong ngón nữa. Rồi mình làm luôn cái ngón đây. Mình làm luôn cho xong 5 ngón cho các bạn coi. Cái keo lon mình quét lên ở cái mức độ vừa phải, đừng quá nhiều nha các bạn. Để nó bị đậm, nó bị trề. Cái chung này là cái chung Amy đựng Aston để Amy rửa cỏ nha. Rồi. Đây mình sẽ lấy thêm cái trắng này mình đi đây nè. Rồi bây giờ mình sẽ lấy màu đen nha. Để ngay mình mix vô ngay giữa dưới đây nè. Đó, bạn thấy mình đi cái xế đen ra. Mình đi thêm ở ngoài còn trống nếu mà mình muốn còn. Rồi. Đây là ngón cái mình làm luôn. Sau khi mình làm xong thì mình sẽ cho vô hơi nha các bạn. Mình làm xong luôn 5 ngón nè. Quẹt nửa chừng em mình ra ngoài nè. Rồi em mình lấy thêm cái trắng nè. Rồi giờ mình sẽ lấy cái đen nha, rửa cỏ xong rồi lấy cái đen. Cái đen mình đi rơi rơi vậy đó các bạn, mình đi không có hết có mấy cái đầu cỏ các bạn thấy không, mình rơi rơi và chỉnh nó lại. Mà thấy là mình kéo tới đâu nó làm theo cái đường mình muốn mà nó không có nở tung té nha. À mình muốn dặm thêm cái trắng thì mình rửa cái cỏ thôi, rồi mình dặm thêm cái trắng chút xíu nè. Bạn thấy nó mix vô rồi. Rồi mình đã xong đó các bạn. Bạn thấy cái marble này rất là đơn giản luôn. Bây giờ mình sẽ cho hơi tay bên đây nha. Rồi tay bên đây bây giờ mình sẽ làm thêm một ngón nữa cho các bạn coi nè. Em đã làm xong một ngón rồi, vậy mình sẽ làm thêm một ngón ở trong khi em chờ đợi cái tay bên kia nó khô một tí xíu. Rồi mình sẽ lấy màu trắng luôn. Rồi vậy mình lấy màu đen nha. Các bạn thấy em kéo cho cái đường ở dưới không? Đó. Các bạn thấy là ra cái mẫu marble rất là dễ dàng. Rồi giờ bên đây cũng vậy, đây marble này hai màu nha các bạn. Còn nếu mà các bạn sơn màu trong á thì các bạn có thể làm trắng không, mình làm cái marble khối đó các bạn. Đó, rất là dễ nữa. Rồi bây giờ em mình sẽ làm tiếp cái mẫu bên đây nha.
và nó ra, mà cái đầu cái đuôi cỡ là mình kéo đi nghiền, nó bắt đầu cái marble nó sẽ lai xuống. Rồi bây giờ mình sẽ đi bên đây nữa. Rồi. Rồi còn những ngón còn lại thì các bạn cứ theo trình tự như em mì và các bạn làm nha. Rồi em mì chỉ làm như đây ngón, bây giờ em mì cho hơi nè. Bây giờ em mì sẽ dở bàn tay bên kia cho các bạn coi. Sau khi em mì làm xong thì nó đã khô nè. Cô khách muốn một chút xíu kim tuyến thì em mì bỏ kim tuyến lên cho cô khách nha các bạn. Mình bỏ kiểu ít vậy thôi, cho nó chạy theo cái lần sơ sơ vậy thôi, chứ mình không có bỏ quá nhiều. Rồi bây giờ sau khi bỏ kim tuyến xong thì em mì hơ đó các bạn, hơ xong rồi bỏ thớt treo lên là em mì đã hoàn thành xong bộ móng của cô khách này thôi. Bây giờ em mì xin tạm dừng cái video này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.